Bạn có muốn sở hữu ngay xe tải cũ chất lượng? Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là xe tải. Hôm nay tôi sẽ review một chiếc xe đang có mặt tại salon xe đẹp 88. Đó là chiếc K2007 đã 2010. Đây nha các bạn nha. Về dòng xe này thì là một dòng xe tải nhẹ, có thể đồng hành cùng tất cả bà con trên mọi cung đường của Tổ quốc, từ thành phố đến nông thôn. Đấy, thấy nha. Chúng ta cùng đi vào chi tiết em rồi nhá. Đây, tất cả phần đèn này. Phần đèn nhá, biển 98C. Đèn rất mới vào trong này. Đèn rất sáng luôn. Đây, kính của hãng này. Tất cả phần cột A nhá, cột A nguyên bản này. Tất cả mắng mưa này còn nguyên này, không bị méo mó gì đâu, sơn nguyên zin 100% các bác nhá. Đây, chán xe đây, cả mạ chrome này còn nguyên này. Đây, chán xe còn nguyên nhá. Đây, bên này các bạn xem thế, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2020 cơ, còn khá là dài, các bác cứ yên tâm. Đây, em sẽ đi vào chi tiết các bác xem nhá. Em này lốp lắp đẹp này, lốp lắp đẹp nhá. Đây, lốp đây, lốp lắp đẹp luôn. Đây là nội thất bên trong em K2007 2010 các bác nhá. Đấy, tất cả phần tabi cửa này. Đây, tabi cửa, tất cả phần tabi tắp lô rất là liền lạc, không méo mó, không dập vỡ gì đâu. Đến với salon bên em thì các bác cứ yên tâm về chất lượng, về mẫu mã của xe. Bên em cam kết xe đẹp, không đâm đụng. Đấy, tất cả phải keo chỉ nhá. Đấy, rất là mảnh. Đấy, ok chưa? Bên em thì chuyên cung cấp những dòng xe chất lượng, bán để kiếm lợi ích là một phần, nhưng bán để cho các bác có thể có những công việc ổn định và cho các bác cảm giác yên tâm và tin tưởng. Đấy mới là điều quan trọng. Đây, nội thất đây các bác ơi. Đấy, tất cả bậc lên xuống nhá. Bậc lên xuống nó nguyên bản này, rất là liền lạc luôn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem phần đinh bấm của nó này. Đây, đinh bấm này, đinh bấm nguyên nhá, rất là liền lạc luôn. Đây, chúng ta cùng lên chi tiết phần nội thất này. Đây, đồng hồ đây. Vô lăng này, tất cả phần điều hòa này. Đấy, trần nhá. Đây, táp lô đây. Đó là phần nhựa này nguyên này, ghế bọc lót thôi. Đây, ghế da nguyên bản nhá. Đây, ghế của ấy này. Đây, em sẽ cho các bác xem phần tổng thành xe. Đây, tất cả phần thành thùng này. Đấy, đều thành thùng nhá, đinh bấm một hãng này. Đây, tất cả phần gầm này, sàn sóng rất là đẹp các bác nhá, không mối mọt gì đâu, không bị võng. Đấy, chủ trước họ đi rất là giữ gìn. Đấy, tất cả sassi nguyên bản này, sassi này.
taxi đẹp con nhá. Lốp lắp em nói rất là ok luôn. Đây, sẽ cho các bác xem phần thùng xe. Cho nó thùng đây, em này có lót sàn rồi các bác nhá. Thùng bạt, tất cả thùng rất là chắc chắn này. Đấy, bác nào thiện chí thì liên hệ với số điện thoại bên em trên màn hình, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho. Bác nào ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ, các bác về chỉ được nộp thuế ra tên thôi. Em này thì các bác về chỉ việc kiếm tiền thôi, không cần phải thêm tiền vào sửa chữa đâu. Đấy, thì đấy là em K2007 K2010. Bác nào thiện chí thì liên hệ bên em truyền tải trên màn hình để được bên em tư vấn rõ hơn các bác nhá. Đây, đấy, nếu bác nào thấy hay và mong muốn đón chờ những video tiếp theo của em vào ngày mai thì ngay ngày hôm nay và ngay lúc này, hãy bấm cho em vào nút đăng ký và nhấn vào tượng cái chuông ở trên màn hình để là người nhận được những video sớm nhất từ bên em các bác nhá. Chúc các bác ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhá. Đăng ký giúp em đăng ký.